Chào mừng quý vị đang đến với bản tin FPNC ngày 13 tháng 10 năm 2016. Trong phần đầu của bản tin, Minh Vi xin gửi đến quý vị những thông tin nổi bật ngay sau đây. Thêm dự báo kém lạc quan về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay. Bộ Công Thương chính thức bãi bỏ quy định kiểm tra hàm lượng Fumandehid và Amin Thơm với sản phẩm dệt may. Việt Nam Report công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất năm 2016. Thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 10, công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam Việt Nam Report đã chính thức công bố bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 V1000. Đây là năm thứ bảy liên tiếp bảng xếp hạng V1000 được công bố. Các bảng xếp hạng top 10 doanh nghiệp Việt Nam đóng thuế nhiều nhất năm 2016 lần lượt là Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Viễn thông Viettel, Tổng công ty Khí Việt Nam, Honda Việt Nam, Vinamilk, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí. Đáng chú ý, lần đầu tiên một doanh nghiệp tư nhân là Vinamilk lọt vào top 10 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất. Theo số liệu thống kê, tổng số thuế mà các doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách nhà nước đạt hơn 90.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với tổng số thuế của bảng xếp hạng năm 2015 và chiếm gần 11% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015. Trong đó, top 100 doanh nghiệp đứng đầu đã đóng góp gần 75% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp toàn bản xếp hạng. Khối doanh nghiệp nhà nước vẫn được ghi nhận là nguồn lực chủ yếu đóng góp vào ngân sách quốc gia khi chiếm 60% tổng số thuế thu nhập toàn bản xếp hạng. Khối doanh nghiệp tư nhân đóng góp 27%. Trong các nhóm ngành, doanh nghiệp ngành khoáng sản xăng dầu đóng góp lớn nhất, kế đến là viễn thông, tin học, công nghệ thông tin, tài chính, xây dựng, vật liệu bất động sản. Mục tiêu tăng trưởng của chính phủ trong năm nay một lần nữa bị lung lay khi có thêm những tổ chức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2016 chỉ đạt 6%. Đây là dự báo được Quỹ đầu tư Vinacapiro đưa ra trong khuôn khổ hội nghị thường niên các nhà đầu tư diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đại diện quỹ đầu tư VinaCapital, tình hình kinh tế của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì trạng thái tích cực. Cụ thể, GDP của cả nước trong 9 tháng đạt mức tăng trưởng 5,93% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tuy thấp hơn 6,53% của cùng kỳ năm 2015, nhưng vẫn giữ chiều hướng tích cực. Hơn nữa, mức lạm phát 3,14% trong 9 tháng đầu năm nay được các chuyên gia VinaCapital nhận định là rất tốt với các nước có nền kinh tế đang phát triển. Quỹ đầu tư này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 6% cho cả năm 2016 và 6,5% cho năm 2017. Tuy nhiên để đạt được tốc độ tăng trưởng 6% trong cả năm nay, nền kinh tế Việt Nam sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để có mức tăng 6,5 đến 6,7% trong quý cuối năm. Bên lại hội nghị các nhà đầu tư Vina Capital 2016, quỹ này cũng đưa ra một số yếu tố có thể là rủi ro của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Thứ nhất là vấn đề xử lý số nợ xấu mà VAMC đã mua và thứ hai là tỷ giá của đồng Việt Nam. Theo tổ chức này, nếu lãi suất của đồng Việt Nam giảm nhiều quá, trong khi lãi suất đô la đi lên thì có khả năng Việt Nam đồng sẽ bị mất giá. Tuy nhiên, đại diện Vinacapital nhận định mức chênh lệch nếu có cũng sẽ không quá lớn. Bởi dù lãi suất Việt Nam đồng đang có xu hướng đi xuống, nhưng vẫn còn tương đối cao so với các thị trường khác. Vina Capital dự báo tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sẽ vào khoảng 22.700 đồng vào cuối năm nay. Tính đến 12 giờ trưa nay, Vietcombank niêm yết giá bán ở mức 22.340 đồng đổi một đô la Mỹ. Thưa quý vị liên quan đến dự án thép tại Cà Ná Bình Thuận của tập đoàn Hoa Sen, một trong những doanh nghiệp đầu tư của Vina Capital, đại diện quỹ này vừa công bố chỉ ủng hộ chủ trương đầu tư này nếu Hoa Sen chứng minh được giải pháp môi trường của mình thực sự phát huy hiệu quả. Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị các nhà đầu tư Vina Capital 2016, đại diện quỹ đầu tư này cho biết, trên góc độ đầu tư, quỹ này sẵn sàng đầu tư vào những dự án mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Riêng với dự án thép của tập đoàn Hoa Sen tại Cà Ná Ninh Thuận, quỹ đầu tư này vẫn còn đang giữ thái độ dò xét do lo ngại những nguy cơ có thể xảy ra với môi trường. Quỹ đầu tư này cho biết chỉ ủng hộ dự án nếu phía Hoa Sen chứng minh được dự án này có các giải pháp môi trường hiệu quả. Tính đến giai đoạn hiện tại, đại diện Vina Capital nhận định các giải pháp xử lý môi trường mà Hoa Sen đưa ra chưa thật sự thuyết phục. À, dự án cà ná của Hoa Sen thì là một cái dự án nó cũng hơi có tính nhạy cảm và cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng chưa có đủ cái thông tin. À, để mà phân tích nó một cách cặn kẽ. À, thực ra thì à, nhà các nhà lãnh đạo của công ty thì cũng đã đưa ra một số cái cam kết là sẽ à, làm đủ về mặt bảo vệ môi trường. À, tuy nhiên là chúng tôi cũng cần nhìn thấy rõ hơn những cái số liệu, ví dụ như là những cái chi phí để bảo vệ môi trường à, hoặc là cụ thể là họ sẽ làm gì để bảo vệ môi trường. À, thì khi mà có đầy đủ những thông tin hơn thì chúng tôi cũng mới có thể đưa ra được quyết định của mình. Theo thông tin từ tập đoàn Hoa Sen, dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná Ninh Thuận có tổng công suất lên đến 16 triệu tấn thép một năm. Tập đoàn dự kiến chia làm 5 giai đoạn từ 2017 đến 2031. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ được thực hiện ngay trong năm 2017-2018 với công suất thiết kế dự kiến là 1,5 triệu tấn một năm trên nền đất khoảng 24 hecta. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, văn phòng chính phủ vừa cho biết Thủ tướng vẫn chưa có ý kiến chính thức về dự án này. Thay vào đó, Thủ tướng giao cho các bộ ngành liên quan nghiên cứu đánh giá thêm các thông tin liên quan trước khi trình lên Thủ tướng. Bộ Công Thương vừa ký ban hành thông tư 23 có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 11 năm 2016 với nội dung duy nhất là bãi bỏ các quy định trong thông tư 37. Điều này đồng nghĩa với quy định về mức giới hạn và kiểm tra hàm lượng formaldehyde và amin thơm trong các sản phẩm dệt may chính thức được bãi bỏ sau thời gian dài gây tranh cãi. Theo các doanh nghiệp dịch may, từ khi quy định kiểm tra formaldehyde được ban hành, các doanh nghiệp nhập khẩu vải về để sản xuất và xuất khẩu phải chịu các hình thức kiểm tra như kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm, kiểm tra hồ sơ và kiểm tra xác suất. Rất nhiều trường hợp doanh nghiệp chỉ nhập vải mẫu nhưng cũng phải chịu thời gian và chi phí kiểm tra tương tự như nhập khẩu các lô hàng vải. Suốt những năm quy định này được ban hành và duy trì, doanh nghiệp mất hàng trăm tỷ đồng chi phí cho việc kiểm tra và thời gian thông quan hàng hóa kéo dài. Thông tư 37 cũng bị các chuyên gia đánh giá là thiếu cơ sở pháp lý và không tuân thủ quy định của luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong một văn bản mới đây về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra thực tiễn áp dụng quy định này, cho thấy chỉ có một tỷ lệ nhỏ không đáng kể lô hàng không đạt hàm lượng quy định, chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào bị ảnh hưởng về sức khỏe do hàm lượng formaldehyde cao quá mức quy định. Đại diện hơn 700 doanh nghiệp kinh doanh gas vừa và nhỏ vừa có đơn kiến nghị lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh về việc cân nhắc xem xét không sửa quy định hạ chuẩn điều kiện kinh doanh gas tại Nghị định 19. Theo các doanh nghiệp trên, Nghị định 107 về điều kiện kinh doanh ga, quy định thương nhân phân phối ga cấp 1 phải có bùn chứa 800 mét khối và 300.000 vỏ bình. Để đáp ứng quy định này, doanh nghiệp đã phải vay vốn ngân hàng với một khoản tiền lớn để đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Nghị định 19 ra đời thay thế Nghị định 107 là đưa ra một số quy định hạ chuẩn điều kiện kinh doanh ga, như quy định bùng chứa chỉ còn 300 mét khối và 100.000 vỏ bình. Các doanh nghiệp lo ngại việc hạ chuẩn này có thể dẫn đến tình trạng những thương nhân trước đây kinh doanh trái phép, không đủ năng lực được kinh doanh trở lại tràn lan, ảnh hưởng đến những doanh nghiệp làm ăn chân chính, đầu tư nghiêm túc. Mặt khác, hiện nay trên thị trường ga, tình trạng chiếm dụng vỏ bình Cưa tai, mài nhãn để sang chiếc gà lậu diễn ra khá phổ biến, nếu hạ chuẩn điều kiện kinh doanh gà có thể thúc đẩy thêm việc sang chiếc trái phép, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp kiến nghị nếu chính phủ tiếp tục hạ thấp các điều kiện kinh doanh, thì Bộ Công Thương cần xem xét, bồi thường những khoản vay ngân hàng mà các doanh nghiệp đã đầu tư. Trong chương mục mỗi ngày một con số kỳ này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 25 tỷ đô la Mỹ. Đây là khoản đầu tư mà Việt Nam cần để xử lý nợ xấu theo đại diện của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Theo Diễn đàn Kinh tế, với chủ đề thách thức tái cơ cấu nền kinh tế do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức mới đây, ông Trương Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng không nên tái cơ cấu ngân hàng để xử lý nợ xấu mà nên để cho những người gây nên nợ xấu tự xử lý. Theo ông Phước, nếu giữ quan điểm đó thì nền kinh tế sẽ phải gánh chịu nhiều rủi ro do lãi suất vay tăng cao hơn. Hiện nay lạm phát chưa đến 1% nhưng lãi suất cho vay đến từ 9 cho tới 10%. Tỷ lệ sinh lời trên vốn sở hữu của hệ thống ngân hàng trong 5 năm gần đây cũng giảm đi 3 lần từ 12% còn 4%, còn tỷ lệ sinh lời trên tài sản từ 1,2% còn 0,4%. Điều này lan tỏa sang chi phí vốn khiến cho nền kinh tế phải chấp nhận chi phí vốn rất cao, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đại diện Quỹ ban Giám sát Tài chính Quốc gia đề xuất cần có Quỹ ban cấp nhà nước điều hành xử lý nợ xấu để tháo gỡ các bất cập trên. Và Việt Nam cần khoảng 25 tỷ đô la để xử lý nợ xấu, khoản tiền này lấy từ dự phòng rủi ro qua chi phí vay vốn và người vay vốn sẽ chịu. Ngoài ra, có thể huy động từ vốn trong dân thông qua việc phát hành một loại trái phiếu đặc biệt được đảm bảo bằng tài sản. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong nước. Chúng ta sẽ tiếp tục với bản tin FBNC tối nay với những thông tin đáng chú ý tại châu Á. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga nối lại các hợp tác kinh tế sau rạn nước ngoại giao. Philippines sắp hoàn thành trung tâm phục hồi quy mô lớn cho người nghiện.